Anh chị em sẽ được gì khi sở hữu chiếc ban công xịn như thế này? Cây lá gia đình quá ưng cái đường thi công này luôn cả nhà ơi. Vì chị chủ nhà ở đây rất chịu đầu tư gốc xanh cho ban công, sở hữu lợi thế với chiều dài 3m nên chị tận dụng triệt để diện tích, đặt 3 combo nhà cây lá luôn. Đầu tiên vẫn là dàn treo, dạo gần đây rất được ưa chuộng vì em nó vừa thẩm mỹ và vừa tiết kiệm diện tích nữa. Tiếp theo là combo quốc dân, ban công nhỏ hay lớn đều cân được hết. Tuy chỉ là phụ nhưng thiếu chậu treo lan can cảm giác không được trọn vẹn kiểu gì á mọi người. Và đặc biệt nhất ngày hôm nay chính là ba chậu phối kết dài này nè, nhìn hơi đồ sộ vậy thôi chứ chiều rộng của em nó khá là hẹp, không chiếm quá nhiều diện tích đâu nha. Chắc là mọi người cũng trông ngóng thành quả lắm rồi. Ta da, mỹ mãn chưa, góc từ trong nhà nhìn ra còn xuất sắc hơn, toàn cảnh quá là chill luôn. Sở hữu ban công xịn như vậy vừa tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà, khách đến chơi cũng thấy ấn tượng thích thú, vừa có một góc đẹp để ngắm nhìn thư giãn, vừa giúp không gian sinh hoạt thêm xanh sạch, nâng cao sức khỏe gia đình. Xem hết video này, cả nhà cũng muốn sở hữu chiếc ban công lý tưởng như này cho riêng mình. Cây lá gia đình mang thiên nhiên vào trong ngôi nhà bạn.